Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở clip vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em cách thức mà lắp hết những cái bộ bánh răng ở phần bên côn này. Ở clip tiếp theo này thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em tiếp về lắp cái bộ ly hợp côn ở đây. Những cái bộ bố côn và cái bộ lá sắt ở đây. Thì cách đây khoảng 1 năm thì có cái vụ lùm xùm nói về cái bộ côn này này. Thì một số các anh thợ mà tốt bụng ấy, có tâm ấy, thì hay cứ cậy cậy ở đây ra thì để nó bong ra, thì một số các anh em cũng phải đi thay. Thì trên cái xe này thì cái bộ côn này vẫn là côn zin trên xe, và người ta đến thời điểm này là người ta đã đi được 1 năm nha anh em nhé. Thì bây giờ anh em có thể cậy đây xem có ra không nhé. Đó, rất là cứng anh em nhé. Đó, rất là cứng đấy, anh em cậy không bong rồi. Đó, nếu mà cậy mạnh thì nó vẫn có hiện tượng bong ra đấy. Khi cái xe Exciter 150 này vừa mới ra đời ấy, thì có một số các anh em thợ có tâm nói là cái bộ côn này bị lỗi bóc ra này. Thì mình có xem nhiều cái clip ở trên mạng, họ cũng phản hồi là những cái dòng xe Honda nó cũng bị như thế. Thì thực ra đây không phải là lỗi do nhà sản xuất anh em nhá, không phải lỗi do nhà sản xuất mà đây người ta sản xuất ra như thế. Tại vì sao mà những cái bộ ly hợp, những cái bố này mới ấy, dễ cậy ra như thế là người ta sản xuất ra như thế. Nó chưa bị ngâm dầu, nó chưa bị xoa ở bộ côn, nó không bị nóng thì nó sẽ còn mềm. Nó mềm như thế thì nó sẽ giúp cho cái việc là bắt những cái bộ bố này và những cái lá sắt ở đây tốt hơn nhá. Còn quá trình mình đi lâu ngày nó bị ngâm dầu và nó bị nhiệt độ ở động cơ gây ra, rồi là nó bị xoa côn do anh em bóc côn âm côn, hoặc là nói chung là mình bóc côn mình vê côn đó, thì nó bị xoa lâu ngày nó sẽ nóng và nó sẽ già cái này đi, cái phíp này sẽ cứng dần lên, và đến lúc nó sẽ cứng một cái độ nhất định nó sẽ bị chai, thì lúc đấy anh em đi nó sẽ bị ban côn nhá. Đó, chứ không phải là do cái bộ côn mà người ta sản xuất ra nó bị lỗi. Dân Việt Nam mình ấy, nhiều anh em là có vẻ tỏ ra rất là nguy hiểm. Một cái kỹ sư người Nhật ấy, một bộ chuyên ngành của người Nhật, người ta thiết kế ra một cái xe không phải là chỉ để lỗi đúng một cái chi tiết rất là đơn giản, là cái chi tiết nhỏ như thế này người ta để lỗi nhá. Những cái to người ta làm người ta còn không để lỗi, mà những cái bé như này mà người ta để lỗi ấy, mà không bao giờ có. Đó, đấy là chỉ là do những cái anh thợ mà có tâm trong nghề ấy, người ta cứ nói như thế để anh em thay này, phí tiền. Mà những cái đồ người ta thay vào chắc gì đã ngon bằng cái đồ trên xe này. Đó, cho nên là anh em nên cân nhắc. Cái vụ lùm xùm cách đây nó tầm 1 năm rồi, thì bây giờ là mình sẽ không nói đến nữa, thì anh em tự hiểu. Đó, nhìn những cái bộ mà người ta đi được 1 năm hay hơn 1 năm này, nó vẫn còn đều như này, nó vẫn còn ngon lành luôn. Đấy, người ta có cần thay đâu mà nó vẫn ngon. Một số anh em thay vào rồi đi nó không bằng của nó thì lại phải tháo ra để lắp lại. Đó, vừa phí tiền vừa không hiệu quả. Đó, đây là cái ý mình muốn nói. Cái vụ lùm xùm này cũng rất nhiều các cái cuộc tranh luận giữa bên một bên là Exciter, một bên là Winner, có bàn cãi nhau rất nhiều về cái vấn đề này. Kể cả bây giờ anh em có mang một con một con Winner mới ra, anh em cạnh cái này nó cũng bong luôn. Đó, đây là người ta thiết kế ra như thế, người ta sản xuất ra như thế, thì chứ không phải là nó bị lỗi đâu anh em nhé. Đó, thì cái cách thức lắp cái bộ này vào cái bộ côn ở đây cực kỳ là đơn giản, không có gì cả. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em. Đó, để mình zoom gần vào. Thì lắp cái bộ bố này rất là đơn giản thôi. Thì anh em ở đây nó, đây nó sẽ là cái miếng nhôm này, thì anh em sẽ đặt một cái bố vào, cứ thế là đặt vào thôi. Rồi, xong đến một lá sắt lớp bố, rồi đến lá sắt lớp bố, cứ thế là lắp vào thôi, rất là đơn giản. Cái lắp cái bộ côn này nó còn nhàn hơn cái côn của Sirius hay là của thằng Jupiter. Đó, thế là xong. Ok, thì khi anh em lắp vào như thế thì anh em phải lắp cho mình một cái giật côn ở đây nhá, lắp trước vào đi. Đấy, cái thức lắp cái giật côn ấy nó rất đơn giản nên mình sẽ không hướng dẫn nữa. Ok, bây giờ anh em sẽ cho một cái đũa để ép bộ amai ra đấy. Anh em thả vào cái đầu nhọn ở đây nhá, anh em hãy thả vào. Ok, và tiếp theo nó sẽ có một cái viên bi. Đây, nó sẽ có một cái viên bi ở đây, anh em hãy thả vào đây. Đó, và anh em hãy thử côn trước nhé. Anh em ép vào đây thì cái viên bi nó sẽ chạy lên chạy xuống. Đó, như thế mới được. Ok,
Và bây giờ anh em sẽ cho cái bộ mặt này vào. Đó. Ở đây nó sẽ có một con ốc chỉnh. Của nó đang nguyên bản như thế thì anh em không cần bị chỉnh. Nếu như anh em lắp cái bộ này vào xong rồi mà anh em ép để cho nó dương côn lên mà nó cái bộ này nó không lủng lẳng ra như này thì anh em phải mới cần can thiệp đây. Còn nếu mà anh em ép vào mà nó vẫn cứ lủng lẳng ra là được, ok. Đó, anh em chỉ việc úp vào thôi. Cái này úp vào thì chiều nào cũng được anh em nhé. Đó, chiều nào cũng được. Nó không như cả thằng Sirius hay là thằng Jupiter nào nó phải có một cái chiều nhất định. Còn thằng này thì bốn ốc chiều nào cũng được. Khi anh em ép vào thì nó sẽ chặt như này. Anh em lay đây nó không tự động là được. Đó. Và bây giờ anh em sẽ thả bốn cái lò xo vào đây. Bốn con ốc mà có cái long đen ở đây nhé. Cái long đen này là để làm gì? Là để sẽ ép cái lò xo này xuống nhé. Còn nếu như anh em mà làm mà không quen thì anh em nên dùng một cái T10 anh em vặn nhá. Còn ở đây là mình làm quen rồi thì mình sẽ dùng súng mình vặn. Vặn cái này nó cần một cái lực vừa phải đấy chứ không cần phải chặt quá đâu, vì gì nó có lò xo này rồi. Nó ép luôn luôn nó ép ra nên là sẽ không sợ là nó bị đề. Ok, vậy là xong. Cái này nó đã chặt rồi. Thì bây giờ anh em sẽ thử một cái cách nào, xem là nó có cắt côn không. Anh em xoay đây. Nó cũng rất là nặng. Đó, anh em nhìn thấy cái này nó bênh ra nhá. Đó, nó bênh ra rồi đó. Nó bênh ra như thế thì cái này nó sẽ lỏng này. Như này là ok. Thả ra nó sẽ chặt. Đó, rất là đơn giản, nó như này là ok. Thì cái này nó cũng không tuột được lên đâu vì có cái đũa nó xuyên qua rồi. Đó, cái cách thức lắp cái bộ máy con Exide, đặc biệt là cái phần côn với số này là rất là hóc búa, rất là khó. Anh em chỉ cần lưu ý nhất là cái bộ côn văng, cái bộ đối trọng ở đây. Đó, anh em lắp nó thẳng dấu là ok. Và cái bộ này thì anh em nhắm mắt cũng lắp được. Đó, rất là đơn giản thôi. Ở clip vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em là cái bộ này đã gây xôn xao cộng đồng anh em biker về xe dòng Exciter của Yamaha hay là những con Winner đó, hai bên cãi nhau và đưa ra là xe bên này tốt hơn, xe bên kia tốt hơn. Cái đấy là sai lầm anh em nhé. Đây là do nhà người ta thiết kế như thế chứ không phải là do một số các anh em thợ mà có tâm mà nói là cái bộ như này là sản xuất ra bị lỗi như thế, là không phải đâu nha anh em nhé. Ok. Và bây giờ anh em nhớ là phải cho Aco nhé. Rất nhiều thợ là lắp vào là toàn vứt cái này ra. Đó, cũng là một cái sai lầm. Khi lắp này vào anh em chụp cái bưởng vào là nó là được cái định vị luôn, rất là chuẩn. Nó không bị xô sạch. Khi mình lắp vào những cái răng chỗ này là rất là bé này, rất là mỏng, nó chỉ cần xô sạch một tí thôi nó sẽ bị xì dầu ra. Và bây giờ anh em sẽ lau sạch cái chỗ phần bề mặt tiếp xúc này đi, anh em keo vào. Keo thì mình đã hướng dẫn anh em chọn mua cái loại keo đấy. Và khi anh em bôi vào anh em phải để tầm khoảng 5 đến 10 phút để cái keo nó khô hẳn đi. Thế rồi anh em hãy chụp vào nhá, chứ khi mà vừa mới bôi cái chụp vào là không nên. Đó. Ok, chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Hẹn anh em một cái clip tiếp theo.